Hello, xin chào tất cả các bác nha. Đang bóc thùng quan đẩy MA1003. Hai lớp thùng anh em nhé. Dòng nhập nguyên con thì nó phải như vậy anh em nhé. Rất là to nặng. Đây. Nội thất của nó sẽ như này đây anh em này. Úi trời ơi. Rất là to nặng. Đấy. Quay cho anh em xem. Đấy. Nội thất của nó sẽ có 80 sò anh em nhé, 80 sò đó, và cái biến áp rất là lớn ở đây, sử dụng lên tới là 32 tụ anh em nhé. Dòng này thì anh em thấy rất khủng đúng không ạ, cực kỳ khủng luôn. Bốn quả gió của nó là đều bốn quả gió size 3U hết anh em nhé, hạng nặng đó. Hạng nặng thì những cái dây này của nó này, đều là những dây rất là to. Đấy, những dây rất là to, xò tất cả bằng NJWK anh em nhé. Đó, NJWK. Nói chung là để chơi một cái con đẩy mà trâu bò thì đây là một sự lựa chọn anh em nhé. Đây là một sự lựa chọn cho anh em. Nó khủng, nó to, tất cả linh kiện của nó đều nhiều anh em nhé. Và đều những linh kiện của nó đều to luôn anh em nhé. Đó, linh kiện đều là những linh kiện to. Đó, đây, bên em đang cắm test đây. Hôm nay thì thật ra test cho một khách ở trong trong Lâm Đồng. Đó, bác khách này thì cũng rất là thích đẩy khủng. À, chưa một vết xước anh em nhé. Vừa mới kính con bóc hộp. Đó. Đẩy này thì nó thuộc gọi là hàng top rồi. Nó khủng anh em ạ. Công suất lớn, to nặng. Rất nhiều anh em thích anh em nhé. Vì sao? Cái cơ bản là nó anh em có thể thấy là nó trâu bùa bền bỉ. Test thử từng kênh luôn anh em nha. Test thử từng kênh cho anh em. Đầu tiên thì bên em sẽ phải test tín hiệu này. Xem là cái rắc. Được cái rắc. Cái rắc của bên em nó tét nhiều quá anh em. Nó tét nhiều quá. Vì tét cho anh em. Ngày nào tét cứ rút ra rút vào. Đó, ok. Đó, ok. Đấy, anh em có thể nhìn thấy rất là đẹp đúng không? Rất là đẹp. Mặt phay nhôm nhé, dày dặn. Nội thất thì không có gì để chê luôn anh em nhé. Không có gì để chê luôn. Dây của nó rất là to. Đó. Đây, dây của nó đây 3x4 luôn anh em nhé. 3x4. Đó. Dây nó khủng thế này cơ mà. Đó. Dây cực khủng luôn anh em nhé. Bằng cả một ngón tay. Đó. Ok chưa? Chơi thì khỏi phải nghĩ. Với 1.300 watt một kênh thì thật ra thì ở đây nó có chức năng bridge anh em nhé. Chưa có chức năng bridge. Thật sự với anh em là không phải dùng chiếc này luôn. Chưa giờ em phải dùng. Chưa giờ phải dùng chức năng bridge. 1.300 watt thì những cái full đôi 40 đều đánh được. Và mắc của nó là súp kép quay 100 anh em nhé. Súp kép quay 100 là một kênh có thể đánh được một quả súp kép quay 100. Đấy, trâu như thế cơ mà. Đấy, nên anh em nào có nhu cầu mua thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với hai cái số điện thoại bên góc dưới màn hình giúp em, ở truy cập website thangcaoaudio.com. Bên em giao hàng trực tiếp anh em nhé. Ok, chào tất cả anh em, hẹn anh em những video sau ạ. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó. Khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.